chiều ngày 26 tháng 12, chi đoàn đã phát thanh và trường hình Tây Ninh chủ trì, phối hợp cùng đoàn cơ sở tài nguyên và môi trường, đoàn cơ sở bệnh viện đa khoa và chi đoàn công ty xăng dầu Tây Ninh tổ chức giải bóng đá tứ hùng trên cấp tướng sport năm 2022. Giải đấu được diễn ra tại sân bóng đá Mai Anh, thành phố Tây Ninh. Đây là một trong những hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027 và mừng đã mừng xuân quý mão năm 2023 của tuổi trẻ các đơn vị giải đấu do cửa hàng dụng cụ thể dục thể thao Tuấn Sport tài trợ. Ngay sau lễ khai mạc, các đội đã chính thức bốc thăm và bước vào thi đấu chính thức. Giải đấu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp, hai đội thắng ở vòng loại sẽ gặp nhau trong trận chung kết, hai đội thua ở vòng loại sẽ đá tranh hạng 3. Sau một buổi thi đấu hết mình và sôi nổi, cúp du địch của giải đã thuộc về đoàn cơ sở bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, giải nhì thuộc về đoàn cơ sở Tài nguyên và Môi trường. Liên quân chi đoàn Đại Phát thanh và trường hình Tây Ninh, đoàn cơ sở phòng cảnh sát cơ động Công an Tây Ninh xếp hạng 3, sau cùng là chi đoàn công ty xăng dầu Tây Ninh.